Xin chào các bạn, ở đây Quang Lĩnh đang có một cái bộ dụng cụ học tập thư pháp hiệu quả, dễ dàng nhất. Thì trong này gồm có 7 món, quan trọng nhất ở đây đó là chính là bộ giáo trình này. Đây. Cái bộ giáo trình này á, cuốn này là cuốn thực hành, nó có tất cả các mẫu chữ cái mà để cho các bạn có thể tập luyện một cách hiệu quả, từ nét cơ bản cho đến những chữ cái và những cách ghép từng chữ, những cái chữ mình cần thiết để viết trong thư pháp đều có trong đây hết. Cuốn này là 100 trang. Đây là cuốn số 2. Cuốn số 1 là cuốn lý thuyết, tất tần tật lý thuyết về thư pháp và cách sử dụng bút, cách viết, tên gọi của từng nét, những cái cách cầm bút, những cách tên gọi, những cái bức tranh ý nghĩa, chuyện thư, lịch sử về thư pháp Đông Tây, có đầy đủ trong này. Cái này, cuốn này là học theo phương pháp của Quang Lĩnh, các bạn sẽ cần hai cuốn này. Đây là một bộ lý thuyết và thực hành học theo thiếu cho mỗi bạn tập. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có bộ bút, là quan trọng thứ hai trong này. Bộ bút này gồm 4 cây, có 4 cỡ bút này. 4 cỡ bút: đại tự, trung tự và tiểu tự. Các bạn có thể viết được nhiều cỡ chữ trên những cái liễn lớn hoặc nhỏ, những cái bao lì xì cũng không viết được nha, trên dưa hấu hay là một số cái mẹt tre gì vẫn được. Hai món. Món thứ ba đó là giấy tập, một sấp giấy 1 ký, khổ giấy A4 lớn hơn một xíu, một sấp giấy như thế này 1 ký, rồi mực để tập 100 ml. Nếu các bạn thấy không đủ thì có thể mua thêm mực nha, có nhiều cỡ lắm, 100, 250 và 500. Nghiêng mực âm dương, nghiêng mực âm dương thì các bạn có thể bỏ bên màu đỏ, một bên màu đen, hoặc là bên nhũ vàng, bên nhũ bạc gì đó để các bạn viết nó thuận tiện hơn. Cái nghiêng mực này nó cũng có cái nắp này, đậy lại này. Nếu mà các bạn bình thường á, bạn dùng để viết nhiều á, lấy cái nắp này ra lật ngược lại, các bạn có chỗ để gác những cái cây bút của mình lên, nó sẽ không chạy đâu hết ha. Có nhiều vị trí để chúng ta gác. 1, 2, 3, 4 rồi, cái thứ 5 rồi, cái thứ 6 nữa là cây gác bút bằng sứ. Các bút bằng sứ này, đây, đẹp, dễ thương, và đặc biệt là để chúng ta có thể gác được 4 cây bút lên trên đó không bị rơi. 4 cây là để chúng ta không bị chạm vào nhau, chứ các bạn vẫn có thể gác thoải mái nha. Nhưng khi dùng thì chúng ta dùng 3-4 cây là đủ các cỡ chúng ta viết rồi. Một lần viết chỉ có thể khi dùng 1 hoặc 2 cây cũng được. Và cái cuối cùng, cái thứ 7, đó là cái vải tập viết, tập viết tập vẽ vạn lần. Vải này là không có dùng mực nha, chúng ta chỉ dùng nước thôi. Này, cái bút này mình mới nhúng vào nước, bút sạch nhúng vào nước xong chúng ta viết vẽ chưa. Thì lát sau nó sẽ khô, nó khô sẽ bay mất và chúng ta có thể thực hiện để viết tiếp những cái chữ mới rất thuận lợi. Đây là cái bộ này là nó gồm có 7 món như vậy để cho mọi người có thể dễ dàng tập luyện. Thì các bạn nào muốn mua bộ này thì có thể liên hệ số điện thoại qua Zalo 0919 146 478 nha.
Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào, hẹn gặp lại.